cháu quay cả buổi sáng ấy, giờ cháu mới vào nhìn tác phẩm đúng không? Chào các bạn thân mến nhá. Hôm nay thì anh em mình có nhận được một lời mời của một người bạn mời anh em mình đến ăn Tết rằm tháng giêng. Không biết là hôm nay anh ấy sẽ đãi anh em mình những món ẩm thực gì, thì khi nào đến nơi mình sẽ review cho các bạn xem. Nhưng trước mắt của mình đây thì hiện ra một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Một thung lũng núi đá vôi chập trùng, đẹp như tiên cảnh. Nhưng vì đứng ở một chỗ thì bị các dãy núi che khuất, cho nên là không quay được hết những cái cảnh đẹp hùng vĩ. Bây giờ mình sẽ vừa đi vừa ghi lại. Tuy rằng là những cái hình ảnh không được chi tiết lắm, nhưng những hình ảnh này là những cái hình ảnh lần đầu tiên mình được nhìn thấy và đi qua những dãy núi đá đẹp tuyệt vời, đẹp như tiên cảnh. Bây giờ chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp hùng vĩ này các bạn nhé.
Thế là sáng nay giao nhiệm vụ cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh em là đảm nhiệm món này. Không được nhiều món lắm. Vâng. Như món này chắc là đến giờ mới chém nhỉ? Đến giờ mới chém. Ôi, lợn giờ nó đắt chứ lợn ngày xưa rẻ rẻ rồi, cứ bắt cả con mới quay. Giờ nó thế này. Không có, người ta không bán, người ta để giống, người ta nuôi cơ. Trước tình cái loại lợn còi 3-40 cân thôi thì bán bớt thì đẩy. Mà rẻ không cái con lợn cơ. Nó rẻ mà, con lợn 3-40 cân còn chưa đến triệu quá. Con lợn 3-40 cân thì có triệu bạc cái mày. Cái này không phải than nghiến đâu nhỉ? Than nghiến đấy. Nghiến này. À than nghiến thật, tản trắng xóa đi kìa. Rồi. Ở đây nhiều núi đá này thì chắc vẫn có nghiến. Ít rồi. Gốc dễ rồi. Gốc dễ mày sót lại. Câu bôi mỡ cuối cùng là chủ yếu là để cho da nó giòn. Chống cháy thì nó giòn đấy. Nhiều người cứ bảo là thế là nó đẹp được tầm rồi đấy. Qua là chắc là nó nóng ra đây, mùi thơm đứng gần đây đã thấy mùi thơm rồi. Cháu quay cả buổi sáng bây giờ cháu vào nhìn tác phẩm đúng không? Thơm nhỉ. Cái này người ướp gia vị hơi bị ấy đấy, rất thơm đấy. Cao thủ. Cao thủ chặt thịt gà đấy,
biết kiểu chặt là biết rồi. Không, con nó 4 đĩa nó phải cho gà chứ, gà nhỏ chặt 4 đĩa thì nó không được. Gà tầm này thì con 2 đĩa thôi chứ còn chặt 4 đĩa. Thế chặt gà tầm còn bốc hơi này nóng khó chặt. Xem cao thủ chặt thịt quay này. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn yêu mến và đồng hành cùng với kênh của Tám Đình Vlog. Các bạn xem video này xin vui lòng hãy like và share. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh, xin vui lòng hãy bấm vào nút đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông ở bên cạnh để đón nhận những video mới nhất của mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video clip của mình. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.